Witaya Yuyen, chuyên kinh doanh các trò thể thao dưới nước. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới công việc của ông trong những năm qua. Tuy nhiên, Witaya hy vọng việc du khách Trung Quốc trở lại sẽ giúp hồi sinh việc kinh doanh của ông. Tôi rất muốn khách du lịch Trung Quốc trở lại vì họ tạo ra thu nhập cho tôi. Họ rất ưa thích các môn thể thao dưới nước. Tôi đã sẵn sàng chào đón họ. Các nhà hàng trên đảo Phuket cũng đang hào hứng chào đón khách Trung Quốc. Các đoàn khách Trung Quốc đến đây thường gọi rất nhiều món ăn. Tôi rất nhớ khoảng thời gian đó, cách đây vài năm. Không chỉ riêng Phuket mà nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác của châu Á cũng đang chuẩn bị đón chào khách Trung Quốc. Theo một thống kê, trước đại dịch COVID-19, du khách Trung Quốc đã chi 225 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để đi du lịch.